Ba cặp nết tệ đáng yêu như thiên thần nhà sao Việt, cặp lai tay thứ hai quá cưng. Kubi và Anna nhà Khánh Thi Phan Hiển. Sau khi quý tử đầu lòng Kubi Minh Cường tròn 3 tuổi, tổ ấm của Khánh Thi Phan Hiển tiếp tục chào đón thành viên thứ tư vào ngày 13 tháng 6, 2018. Sự xuất hiện của tiểu công chúa Anna mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho cặp đôi làng khiêu vũ thể thao. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm được Khánh Thi đăng tải mới đây, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cặp thiên thần nhí Kubi Anna khiến dân mạng phát cuồng với nét đẹp trong sáng đáng yêu, ngắm mãi không chán. Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển, hai thiên thần nhí nhà Khánh Thi khiến dân mạng phát cuồng. Biểu cảm tinh nghịch của Kubi bên em gái và cũng có những khoảnh khắc rất da dáng làm anh. Kubi thơm má em gái Anna mới chào đời được hơn một tháng. Những bức ảnh đáng yêu trong sáng của Kubi và Anna được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Candy Mộc Trà và Anfi Túc Mạch nhà Ellie Trần. Ellie Trần được khen khéo xinh khi hai nhóc tì nhà cô càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Candy Mộc Trà, Anfi Túc Mạch cũng là cặp thiên thần gây sốt trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Trong khi chị gái Mộc Trà sở hữu nét đẹp bầu bỉnh dễ thương, thì Túc Mạch càng lớn càng bảnh trai và ra dáng hoàng tử nhí. Cặp nhóc tì đẹp như thiên thần của nhà Ellie Trần. Khoảnh khắc đáng yêu khiến bao người phát cuồng của hai chị em. Mộc Trà khá biết cách chăm sóc cho em trai nhỏ. Cô bé 4 tuổi càng lớn càng dễ thương và xinh xắn. Túc Mạch cũng đã phỏng phao hơn, sở hữu gương mặt cute khiến cộng đồng mạng mê mệt. Cận cảnh gương mặt dễ thương của hoàng tử nhí nhà Ellie Trần. Bé Tôm bé Tép nhà Hồng Nhung. Nữ diva Hồng Nhung cũng rất may mắn khi có cặp tiên đồng ngọc nữ mang vẻ đẹp lai tay rất đáng yêu. Giọng ca Hà Thành đặc biệt dành cho hai con dễ thương, không kém là bé Tôm và bé Tép. Không giống nhiều sao Việt, Hồng Nhung thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường của cặp song sinh trên mạng xã hội. Vẻ đáng yêu của bé Tôm và Tép khiến nhiều khán giả ngắm mãi không chán. Cặp song sinh Tôm Tép là trái ngọt hôn nhân của Hồng Nhung và ông xã ngoại quốc. Vì thế hai nhóc tì mang vẻ đẹp lai tay rất đáng yêu. Khoảnh khắc cặp song sinh thể hiện tình cảm với mẹ. Bé Tôm và Tép đều sở hữu gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn. Hai nhóc tì đáng yêu như thiên thần. Và đáng yêu hơn nữa khi diện trang phục truyền thống của người Việt. Khoảnh khắc đời thường của cặp song sinh khiến nhiều khán giả yêu thích. Thu Trang Tiến Luật hôn nhau say đắm dưới sự chứng kiến hàng trăm khán giả. Không chỉ có không khí sôi động, nhưng trước sự chứng kiến của fan, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật lại cực kỳ tình cảm khi trang nụ hôn nồng cháy trước hàng trăm khán giả. Chiều qua ngày 5 tháng 8, đoàn phim Thập Tam Muội đã có buổi giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ trong chương trình kể từ ngày phim vừa ra mắt. Có lẽ dù thời tiết có mưa như thế nào, nhưng hàng trăm người hâm mộ cũng như fan club của Thu Trang Tiến Luật đã có mặt từ rất sớm để đến tham dự buổi offline này. Được biết, dàn nghệ sĩ bạn bè của Thu Trang Tiến Luật cũng đến như BB Trần, Anh Tú, Khương Ngọc. Tại đây, mọi khoảng cách giữa thần tượng và fan đã được xóa bỏ hoàn toàn thông qua những trò chơi vui nhộn, hài hước và cực lầy. Đặc biệt, không chỉ có không khí sôi động, nhưng trước sự chứng kiến của fan, vợ chồng Hoa hậu hài Thu Trang còn không ngại khóa môi cực kỳ tình tứ, khiến toàn bộ sự kiện như trở nên thích thú hơn bao giờ hết. Vợ chồng diễn viên hài Thu Trang Tiến Luật đã khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào nhưng upline phim Thập Tam Muội chiều qua ngày 5 tháng 8. Cả hai không ngần ngại khóa môi cực nồng nhiệt trước hàng trăm khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Thời gian qua, dự án Thập Tam Muội của hậu hài Thu Trang nhận được khá nhiều sự chào đón của người hâm mộ và đang là sản phẩm hot trên YouTube. Theo đó, khá nhiều diễn viên như Khương Ngọc, Tiến Luật, Diệu Nhi, Hoàng Phi, BB Trần với nhiều tính cách, nét diễn riêng biệt đã mang đến những thước phim cực ấn tượng. Được biết, Thập Tam Muội là bộ phim hài được trình chiếu trên kênh YouTube chính thức của Thu Trang với nội dung kể về cuộc chiến ngầm của giới giang hồ. Ngay khi ra mắt khán giả, dự án mới của Thu Trang nhanh chóng gây bão khi đạt 2 triệu lượt xem trong ngày đầu tiên và liên tiếp lọt top 1 thịnh hành trên YouTube. Chưa dừng lại ở đó, với 2 tập phát sóng trong vòng 1 tháng, kênh YouTube của Thu Trang tăng hơn 900.000 lượt theo dõi, giúp diễn viên nhận nút vàng danh giá. Các diễn viên trong phim vui vẻ giao lưu cùng người hâm mộ, họ còn lầy lội khi đi ôm hôn từng người. Những trò chơi liên tục được tổ chức nhằm xóa tan khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Đoàn phim cũng cảm ơn khán giả và người hâm mộ đã ủng hộ trong thời gian qua, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang không khỏi xúc động. BB Trần bất ngờ khi đồng nghiệp lại đến ôm hôn mình tới tấp. Anh Tú lại không muốn nên khuôn mặt né tránh của anh khiến khán giả không khỏi bật cười. Kết thúc buổi offline, Thu Trang vẫn không quên
khi nhiều khán giả lại đứng đợi xin chữ ký của mình. Thập Tam Muội là câu chuyện về tình huynh đệ trong thế giới ngầm, cuộc chiến giữa phe Chợ Mới và Chợ Cũ được Thu Trang, Tiến Luật, Diệu Nhi, Anh Tú, Khương Ngọc, Hoàng Phi kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh với những pha hành động gay cấn, lẫn cười ra nước mắt và những cú twist bất ngờ ở phút 89. Và cũng trong buổi họp fan này, Thu Trang cũng công bố tin vui. Thập Tam Muội phần 2 thay vì sản xuất để phát trên YouTube, Thu Trang, Tiến Luật cùng đối tác sản xuất sẽ chính thức chuyển thể nó thành phiên bản điện ảnh và dự kiến bấm máy vào tháng 10 năm nay. Với kinh phí đầu tư lớn hơn, dĩ nhiên chất lượng từ kịch bản cho đến từng khung hình sẽ mãn nhãn mọi người hơn nữa. Tiến Luật cũng chia sẻ thêm, để thay thế cho Thập Tam Muội, phần 2 trên lịch phát sóng của kênh YouTube Thu Trang Official, Trang và Luật chuẩn bị ra mắt dự án phim mới với tên gọi Bổn Cung Giá Lâm. Một series phim mang màu sắc cổ trang lẫn hiện đại, đầy đủ những màn đấu đá chốn thâm cung lẫn chuyến đi xuyên không đến thời đại. Và yên tâm là mọi người sẽ gặp lại phần lớn dàn cast của Thập Tam Muội trong dự án mới này. Thấy Trấn Thành lén lút nhặt bong bóng tặng Harry, Hưng Hoa Hậu ghen tị ra mặt, nói mấy câu nghe mà thương. MC Trấn Thành lén lút nhặt một trái bong bóng để tặng cho Harry Won trên sân khấu và bị Thúy Ngân bắt gặp. Show truyền hình Giọng Ca Bí Ẩn tập 1 chính thức lên sóng HTV7 vào tối Chủ nhật với 5 khách mời đặc biệt. Vừa đánh ghen kịch liệt trong gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân và Băng Di tiếp tục chinh phạt nhau để tìm tược cho mình ca sĩ được khán giả yêu thích nhất và giành chiến thắng. Bên cạnh hai bông hồng vừa làm mưa làm gió thời gian qua, có sự tham gia của diễn viên được Trấn Thành gọi bằng cái tên triều mến, chàng trai cao nhất showbiz Việt, Hồ Tính X-Pro, cùng chàng ca sĩ điển trai tim, đặc biệt có sự tham gia của bóng hồng nóng bỏng trong làng giải trí Sĩ Thanh. Năm khách mời đặc biệt của chương trình: Thúy Ngân, Băng Di, Hồ Tính, Sĩ Thanh và Tim. Bên cạnh đó là cặp đôi uyên ương đình đám Trấn Thành Harry Won, không ít khách mời và khán giả phải ghen tị với mức độ ngọt ngào mà họ mang đến cho nhau. Ở chương trình này, Harry Won và ông xã Trấn Thành cùng dẫn chương trình. Tuy mê trai nhưng Harry Won từng khẳng định vẫn yêu chồng mình nhất. Lần đầu tiên đứng chung sân khấu, Harry Won thỏa sức chặt chém Trấn Thành không thương tiếc. Chàng MC tài ba lanh lẹ Trấn Thành cũng phải khiêm nhường và khuất phục trước những màn bá đạo của vợ mình. Thường hay chặt chém nhau trên sân khấu, nhưng Trấn Thành vẫn luôn ngọt ngào và quan tâm Harry Won, khiến bao người phải ghen tị. Trong một màn trình diễn của thí sinh trong chương trình, MC Trấn Thành lén lút nhặt một trái bong bóng để tặng cho Harry Won trên sân khấu và bị Thúy Ngân bắt gặp. Cô nàng tỏ ra ghen tị với Harry Won vì tìm được người đàn ông như Trấn Thành và khao khát mình cũng có người tặng bong bóng như thế. Hành động đó của Trấn Thành không chỉ khiến Thúy Ngân mà bất kỳ ai xem đều phải ghen tị với Harry Won. Ngay tập 1, vừa bị bà xã của mình chặt chém, Trấn Thành tiếp tục sốc toàn tập khi thí sinh cũng không hề tha cho anh. Trấn Thành chia sẻ, tham gia chương trình này tôi khổ quá mà, khiến ai cũng bật cười. Nổi tiếng là thánh chặt chém của làng showbiz, Harry Won cũng từng tiết lộ. Trong showbiz này, Trấn Thành thích chặt chém và chọc ghẹo người khác thôi, chỉ có em mới cãi lại anh ấy được. Vậy mà trong chương trình Giọng Ca Bí Ẩn tập 1, ngoài Harry Won còn xuất hiện thêm một nhân vật có thể khiến thánh Trấn Thành không thể nói thêm một lời nào. Vừa bước ra sân khấu, nàng ca sĩ xinh xắn gửi lời chào cực kỳ đáng yêu đến cặp uyên ương bá đạo của chương trình. Em chào chị Harry Won và chào chú Trấn Thành. Vừa ngắt lời, tất cả nghệ sĩ trong chương trình đều bất ngờ và thích thú trước lời dằn mặt cực chất của cô nàng này. Như tìm được đồng minh, Harry Won chạy lại bắt tay, bỏ mặc cho mình tổn thương. Chưa ngừng ở đó, lời tự giới thiệu bản thân của cô nàng này cũng không hề kém cạnh. Cô nàng tự khoe với mọi người có vẻ ngoài trầm lắng và ít nói như MC Trấn Thành. Liên tục nhận hai cú sốc liên tục, MC Trấn Thành không biết nói gì với thí sinh bá đạo nhất trong chương trình lần này. Bên vực Tú Vi, Hoa hậu Phương Lê, Lâm Khánh Chi vẫn còn máu đàn ông nên mới suy nghĩ thoáng vậy. Người đẹp đã có phản ứng rất gay gắt để bên vực Tú Vi, cũng như các chị em phụ nữ phải trải qua cảm giác trầm cảm sau khi sinh con. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải dòng trạng thái nói đến câu chuyện trầm cảm của Tú Vi. Khi Lâm Khánh Chi cho rằng nữ diễn viên ích kỷ, thì Phương Lê lại làm điều ngược lại. Cụ thể, Hoa hậu Quý Bà đã chia sẻ đoạn clip tranh luận giữa cả hai trong một game show và phản pháo. Vì thực ra trong người Lâm Khánh Chi vẫn còn máu của đàn ông, nên mới có suy nghĩ thoáng như vậy đó chứ. Có đẻ được đâu mà hiểu cho phụ nữ mang nặng đẻ đâu, hy sinh bản thân rồi trầm cảm sau sinh. Họ muốn người đàn ông bên cạnh mình có gì mà ích kỷ vậy, Lâm Khánh Chi? Chê trách một người phụ nữ chỉ vì muốn chồng mình ở bên cạnh mình là ích kỷ,
là chị quá tàn nhẫn. Nói cho sướng miệng chị, nói như tát nước vào mặt người khác và dành nó như từ khi sinh ra chị chưa được nói vậy đó. Nếu chị trong hoàn cảnh như chị em chúng tôi, chị có anh hùng được như vậy không nha? Thấy Tú Vi khóc chạm đến trái tim của người phụ nữ, đã ba đứa con như tôi và tôi chính thức không ưa chị, thay mặt các mẹ bỉm sữa khen chị vô duyên bền vững. Dòng trạng thái gây sự chú ý của cộng đồng mạng trong vài giờ qua, Phương Lê đã dùng những lời lẽ thẳng thắn và cực gay gắt khi thấy Lâm Khánh Chi chỉ trách móc Tú Vi ích kỷ ngay trên sóng truyền hình. Từng trải qua 3 lần sinh nở, Phương Lê phần nào thấu hiểu được cảm giác của Tú Vi sau khi sinh con và chuyện trầm cảm của phụ nữ ở giai đoạn này là vấn đề không quá xa lạ. Thậm chí, chính Phương Lê cũng từng mắc phải chứng trầm cảm sau sinh, nên khi thấy nữ diễn viên rơi nước mắt, cô phần nào nghĩ lại mình của ngày trước. Để có được sự trẻ trung như ngày hôm nay, Phương Lê đã tích cực tập luyện giảm cân tích cực từ con số 90kg để được vóc dáng thon gọn. Và có lẽ cách tốt nhất để phụ nữ vượt qua chứng trầm cảm là lấy lại nét xinh đẹp như trước đây, có vẻ ngoài rạng rỡ thì phụ nữ mới trở nên tự tin và yêu đời hơn. Ít ai nghĩ rằng đây là nhan sắc và vẻ ngoài của bà mẹ ba con.